Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với cái công viên này các bạn ơi. Chúng ta cùng thăm lại mấy em voi nè. Thì ở trong cái công viên khủng long này á, mình đã hồi sinh hết tất cả các loài khủng long của phiên bản 1.7.10 rồi các bạn ơi. Đó chính là cái bản Fossil Archaeology 7.3.2 nha. Và những cái loài cây cổ đại thì mình cũng đã hồi sinh hết luôn rồi. Chắc còn những cái loài động vật hoang dã này thì mình chưa có thuần hóa thôi bạn ơi. Và như chúng ta còn thiếu mấy em hổ nè, cũng như là mấy em sư tử thì phải. Đó, hổ thì nó còn có hổ trắng nữa đó các bạn ơi. Qua wow, chúng ta đã có được hai em báo rồi nè. Đó, chính xác là hai loài báo các bạn ơi. Cả rồng Komodo nữa. Còn cá sấu nè, còn rắn, còn bọ cạp. Ơi, và còn mấy con hổ nữa chứ. Khá là nhiều loài đây. Thì chắc trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đi thuần hóa mấy em hổ đi các bạn ơi. Ơi, để mình lấy luôn. Ủa, đâu rồi? Ủa, mình có nhớ mình để mấy cái pet amulet ở trong đây mà. Ơi, để mình kiểm tra thử coi bạn ơi. Đây rồi, pet amulet của mình đây các bạn ơi. Và nó đang chứa bọ cạp hả? Wow, nó chứa khá là nhiều bọ cạp các bạn ơi. 5 cái pet amulet chứa bọ cạp luôn nè. Wow, kinh khủng nha. Và mình còn chưa xây chuồng cho mấy em chó này nè. Mấy em chó sói này mình đã thuần hóa rồi bạn ơi. Cũng như là mấy em mèo nữa. Wow, còn có mấy em rùa ninja nữa các bạn ơi. Rất là nhiều loài luôn nha. Ui, xịn sò vậy có trưởng hả? Nhưng mà mình chưa có dịp để mà xây chuồng rồi. Đây chúng ta có được một em mèo nữa các bạn ơi. Một em kitty thôi. Thì cái phiên bản cũ này á, mình không có thể update lên phiên bản mới được nha các bạn ơi. Khi mà up lên thì nó sẽ mất hết mấy em khủng long đó các bạn. Chúng ta có được một em rùa siêu khổng lồ nè. Đây là Leonardo nha. Và nó hình như xài một cái cây vũ khí gì đó. Một trong bốn em ninja rùa đó các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt sư tử trước đi ha. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ làm về sư tử cũng như là hổ nha bạn ơi. Chúng ta sẽ tiến hành đi kiếm sư tử coi nè. Ôi, con đà điểu nữa hả? Ôi, mình chưa có đà điểu luôn. Chúng ta có được sư tử nữa các bạn ơi. Một em nè. Ủa, đây rồi các bạn ơi, một em sư tử tí hon. Thì để thuần hóa mấy em sư tử con này, chúng ta phải chuẩn bị những cái medallion nha các bạn ơi. Đây là những cái huy chương nè. Ủa, công thức chế tạo của nó đây rồi các bạn ơi. Trời, tôi bấm lộn. Rất là đơn giản luôn, chỉ cần hai cái da và một cái cục vàng là được rồi nè. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái em sư tử nhỏ nhỏ này ăn một cái miếng thịt heo sống nha các bạn ơi. Trời, cái con dê này nó đi theo mình hoài à. Mình phải cho nó tránh xa mình ra mới được. Ôi, hay là mình cho nó lên đường nữa các bạn ơi. Đó, ngậm cửa tỏi luôn. Cho mình mấy miếng da nè. Đấy, cho cái em sư tử này ăn ấy đã. Ok, khi cho nó ăn rồi thì mình sẽ đeo cho nó một cái huy chương nha. Và chúng ta sẽ đặt tên nó. Em này thì mình sẽ đặt là Lion bình thường thôi nha. Wow, chúng ta sẽ bắt nó về đó bạn ơi. Một em rồi nè. Ok, qua đây còn em nào nữa không ta? Để mình cùng ngó nghiêng thử xem. Hy vọng là chỗ này có thêm được một em nữa. Ôi, chúng ta có được một em Bender siêu nhỏ luôn các bạn ơi. Mình sẽ cho nó ăn thử coi. Con này chắc mình sẽ để dành quá. Chắc mình sẽ sửa chỗ này lại thành Black Bender quá các bạn ơi. Xịn sò nha. Tính ra còn cái loài đó mình cũng chưa có nữa. Ôi, xịn vậy. Mình sẽ kiếm cái chỗ sư tử khác nha các bạn ơi. Đây chính là một cái chỗ cho sư tử khác nữa nè. Một em sư tử siêu tí hon luôn. Và chúng ta sẽ tiến hành đặt tên cho nó thôi. Vẫn là Lion thôi các bạn ơi. Rồi lấy cái pet amulet và chúng ta sẽ bắt nó về thôi bạn. Xịn sò nha. Quanh đây thì chỉ có được một em sư tử con đó thôi hả? Có được hai con sư tử mẹ và một con sư tử con hả các bạn ơi? Có thêm một con chuột và một con gấu trúc nữa nè. Wow, xịn nha. Ngoài đây còn có hổ nữa bạn. Cũng hay đó. Mình sẽ xóa cái chỗ Lion này đi ha. Mình còn chỗ nào nữa không ta? Lion nít. Ôi, đây là sư tử cái hả? Ôi, chúng ta còn nữa không ta? Để mình sẽ cùng kiểm tra thử coi nha các bạn ơi. Chắc nó sẽ quanh quẩn đâu đây trong đây thôi hả? Chúng ta sẽ có được Tiger nè. Wow, mấy cái em hổ đó các bạn ơi. Có cả mèo nữa. Ui, sao toàn là hổ không vậy? Chỗ này còn có chỗ cho Lion khác nữa nè các bạn ơi. Chúng ta còn nữa không? Rồi, mình sẽ còn hai em Lion nữa các bạn ơi. Chúng ta sẽ bắt hết tổng cộng là tầm 5 em Lion thì phải.
Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi về nhà và xây chuồng cho mấy em này trước nha bạn ơi. Đó, đi về nhà trước đi rồi tính tiếp. Đây, nhà mình đi rồi nè. Để mình coi thử coi mình sẽ xây chuồng của tụi nó chỗ nào đây. Mình nghĩ chỗ này là hợp lý nhất nè các bạn ơi. Đó, cạnh chuồng của mấy em ngựa nè các bạn. Ai da, chết rồi. Tê là bọt nằm ở xuống dưới luôn rồi. Đây các bạn ơi, cạnh chuồng của mấy em ngựa nè. Wow, xịn sò nha. Đây là mấy em ngựa thường. Có cả luôn ngựa quắc ga kìa bạn ơi. Đây là một loài ngựa mới vừa tuyệt chủng. Chuồng sư tử thì chắc ở cuối công viên rồi, nên là mình sẽ cắt luôn cái chuồng của mấy em Allosaurus này ra luôn đi ha. Rồi cắt đúng 7 ô luôn các bạn ơi. Đó. Chuồng sư tử thì chúng ta sẽ xây theo kiểu nào đây? Đầu tiên cứ ra như thế này trước đi ha. Ôi, có mấy con nhện nó kêu sầm ở dưới luôn các bạn ơi. Ôi, Ripper, cái gì vậy? Đi ngang qua mình mà nó không thấy mình luôn à. Để mình xử nó các bạn ơi. Ủa, cái con này thì mình rất là sợ luôn. Và ấy à, lâu rồi mới gặp lại mấy em Ripper nè. Bữa giờ tôi chơi Fisherman không à, nên không có gặp được mấy em mớp này các bạn ơi. Mình vứt hết thịt thúi ra ngoài đây đi ha. Vứt hết thịt thúi ra luôn nè. À, ta sẽ tiến hành kéo ra trước đi à. Để mình tạo một cái khung trước đó các bạn ơi. Khi mà có cái khung xong rồi á thì mình sẽ tiến hành tạo luôn mấy cái chuồng. Đó, mình tạo một lần hai cái chuồng luôn, xây cho nó tiện đó các bạn ơi. Chỗ này là một cái cửa nha. Và chúng ta sẽ tạo cái chuồng chắc hình lục giác đi quá. Tạo hình lục giác luôn các bạn ơi. Đó, hy vọng là ổn. Ok, và bây giờ để mình ăn một miếng thịt vô cái đã. Mới cứ chạy lanh quanh một xíu thôi mà mình đã bị đói rồi các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ vô 4 ô thôi. Ngon lành. Mình xây hai cái chuồng nó y chang nhau thôi à, nó cũng không có khác với lại cái kết cấu gì cả các bạn ơi. 1, 2, 3, 4. Và bên đây cũng qua 4 ô luôn các bạn. Vô 4 ô hết luôn nè. À, rồi, thế là ổn định rồi đó. Chúng ta đã có được 3 mặt rồi. Và đây chính là cái mặt cuối cùng nha các bạn ơi. Ok, chỗ này đi ha. Đó, có vẻ là ngon lành cành đào rồi các bạn ơi. Wow, nhìn nó hơi bị vuông nhưng mà không sao các bạn ơi. Chuồng do sư tử mà. Một bọn sư tử này thì chắc thường sống ở cái vùng savanna quá. Tí chắc mình sẽ lấy những cái loại cây savanna qua đây mà trồng đi ha. À, chúng ta sẽ xây lên chắc theo kiểu này quá. Và lại ốp ở trên nữa chứ. Đó. Chắc lại là cái chuồng này thôi bạn ơi. Vẫn là cái kiểu này thôi. Wow, chắc cũng ổn định đó ha. Lần này thì xây chuồng bằng đá luôn. Ok, mình sẽ kéo qua từng cái mặt trước nha các bạn ơi. Cái này thì làm rất là nhanh thôi nè. Mình không biết là cái phần bên hông này mình nên ốp cái kiểu nào đây. Chắc có thể là mình sẽ ốp kiến hoặc là mình lên như thế này luôn các bạn ơi. Đó, lên như thế này cũng được. Wow, nhìn vậy nó cũng ổn định chứ nha. À, chắc như vậy đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ thử theo cái kiểu đó nha. À, ngon lành. Cái phần slab ở trên chắc tí mình sẽ ốp sau quá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ốp theo cái kiểu này nữa. Xây như vậy nó rất là dễ các bạn ơi. Mấy em sư tử này nó cũng nhỏ con à, nó cũng không có cao to cho lắm, nên là cái chuồng cao 4 ô như thế này là được rồi các bạn à. Đó, xong xuôi một mặt nữa rồi. Và bên này thì mình sẽ kéo qua thôi. Ôi, xây bị trên rồi nè. Chúng ta sẽ đặt lại thôi. Đó, cho nó ngon lành mới được. Ôi, có vẻ là ổn định rồi bạn ơi. Wow, nhìn cũng khá là xịn sò đó nha. Như vậy thì nó quá trống không ta?
chắc cái phần ngoài sau cũng như là bên hông thì mình sẽ ốp lại cho nó hơi kín kín một xíu cái đã. Vậy thì nó quá trống rồi các bạn ơi. Ủa, mình sẽ xài cái loại slab nào đây ta? Chắc là xài acacia quá. Và hình như mình đã hết đá hả? Ờ, vẫn còn đá nè, hên quá các bạn ơi. Tưởng hết đá rồi chứ. Chúng ta sẽ tiến hành chisel nó tiếp. Vẫn là cái loại stone brick theo cái kiểu này nha. À, nhìn cho nó hấp dẫn một xíu nè. Bữa này nó cũng dày dày thêm một xíu nữa đi ha. Thôi như vậy ổn chứ nhờ. Hay ngồi sau mình sẽ ốp lại nữa một lần nữa đi ha. Đó, có vẻ như vậy là ok hơn rồi đó các bạn ơi. Nói chung là xây chuồng cho chúa Sơn Lâm thì chúng ta cũng phải tỉ mỉ một xíu chứ. Chứ không là nó quạo lên nó cắn chúng ta chết đó các bạn ơi. À, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ốp luôn kính vào cái phần ở trong này nha các bạn. Chúng ta sẽ ốp kính vào đây luôn. Ôi chắc mình ốp tay quá, mình định dùng cái wire để mà kéo cho nó nhanh. Nhưng mà thấy cái chỗ này nó cũng hơi bị ít, nên là cứ ốp tay thôi. Đó, ốp tay luôn các bạn ơi. Còn chỗ này thì mình mới dùng cái wire để mà kéo ra nè. Chúng ta sẽ chỉnh cái wire lại để mà kéo cho nó dễ dàng hơn nha. Ồ, phê lòi liền. Qua đây lại kéo tiếp thôi các bạn ơi. Chúng ta sắp xong được một cái chuồng rồi đó. Ui và trời, nó cũng sắp chuyển sang buổi tối luôn rồi kìa. Mất một ngày để xây cái chuồng các bạn ơi. Kinh khủng thiệt. Rồi, chúng ta xong được cái phần ở đây rồi nè. Cái phần mái thì mình sẽ dùng cái gỗ acacia. Đó. Những cái gỗ này thì nhìn nó rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Hấp dẫn liền. Wow, màu nó cũng khá là tươi nữa. Mình hy vọng là nó phù hợp với lại mấy em chú Sơn Lâm này. Làm gì cho nó nổi lên chứ. Tí mình còn chuồng của em, mấy em hổ bình thường đó bạn ơi. À, chuồng hổ và chuồng sư tử. À da, chỗ này không được rồi, chúng ta phải tiến hành chặt ra thôi. Wow, trời, nó cũng sắp tối luôn rồi kìa. Nguy hiểm vãi chưởng luôn. Và mình đã hết acacia rồi hả? Ôi, mình hết thiệt rồi bạn ơi. À, mình vẫn còn. Chính xác là chúng ta còn, nhưng mà nó chưa chế tạo ra những cái slab thôi bạn. Cuối cùng thì chúng ta đã xong được cái chuồng rồi các bạn ơi. Để mình đi ngủ một cái coi. Ôi, chết rồi, có mấy em quái vật nó quanh mình nữa các bạn. Ôi, đi ngủ cái mới được. Nguy hiểm thiệt sự luôn. À, chúng ta đã xong được chuồng của em hổ rồi nha. Trong đây chắc mình sẽ trang trí cái chỗ để cho nó nằm quá. Mấy cái đo này không biết mình sẽ ốp cái gì vào trong đây đây. Mình cũng đang không biết luôn. Ấy, 4 cái nút chứ không phải 2 cái các bạn ơi. À, 4 cái, 2 cái nữa đây. Ok, 2 cái hai bên, ở phía bên trong. Và 2 cái ở phía bên ngoài thôi bạn ơi. Ồ, cái đo này nhìn cũng khá là xịn sò ha. Cái phần chỗ này nó hơi bị lấn cấn thế nào các bạn ơi. Chắc mình lại phải chia xô lại hai cục đi ha. Sang cái loại này đi. Đó. Và mình sẽ dùng cái xẻng có siêu thích để mà đập ra thôi các bạn. Mình sẽ lắp hai cục này vào trong đây. Nhìn cho nó đỡ kỳ hơn một xíu. Nó cũng kín kín hơn một xíu chứ. Đó, có vẻ là ngon lành canh đào rồi đó. Ăn một miếng nữa nè. Wow, căn bản là xong được một cái chuồng rồi đó. Ồ, nhìn cũng ra gì chứ nhờ. Cái cửa này thì mình ốp bằng cái gì đây ta? Chúng ta sẽ ốp cửa cam đi ha. Cửa cam luôn. Cho nó cùng màu với lại cái tròn đó các bạn ơi. Cái mái nhà đó. Ok, ngon lành canh đào rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ốp cái phần đá đi ha. Chúng ta sẽ chuyển cái số này thành mấy cái slab đi các bạn ơi. Đó, mình sẽ lót chỗ cho tụi nó ngồi đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ có được một chỗ cho chú Sơn Lâm
nó sẽ ngồi trong góc đây nha các bạn. Ok, có vẻ đây là một chỗ cho em sư tử ngồi được nè các bạn ơi. Hy vọng là nó không có nhảy ra ngoài được. Ơi, bây giờ mình sẽ bỏ hai em vào trong đây nha. Em đầu tiên nè. Wow, con này đã lớn lên như thế này rồi hả? Và em thứ hai. À, chúng ta đã có được hai em rồi nè các bạn ơi. Ủa, nó biết chỗ ngồi, nó tới đây luôn nè. Wow, tính ra cái chuồng của sư tử này nó cũng khá là rộng đó các bạn à. Cũng không có nhỏ đâu. Rộng vãi cả chưởng à. Mình sẽ lại trồng thêm mấy cái cây thôi. Ui, mình nghe tiếng cái con Slenderman đâu vậy? Chúng ta sẽ trồng loại cây nào đi ta? Chắc mình sẽ trồng những cây Acacia đi ha. Mình sẽ trồng một cây chỗ này đi nè. Oh, cho nó đúng với lại cái vùng của mấy em sư tử các bạn ơi. Sống tại mấy vùng Savanna đó. Như là châu Phi rồi đó các bạn ơi. Đó. Rồi mình sẽ bón xương đi. Nhìn cho nó thật hơn một xíu nè. Ok, chắc như vậy là được rồi đó các bạn à. Cái này phải sạch sạch một xíu cơ. Và thế là mình đã xong được chuồng của mấy em sư tử rồi nha. Wow. Nói chung mình phải sớm hoàn thành xong cái công viên thời hiện đại trước đã. Rồi sau đó mình sẽ đi chỉnh sửa công viên khủng long của mình. Và chúng ta sẽ có được một cái công viên cực kỳ tổng quát nha các bạn ơi. Hấp dẫn nha, mình sẽ đi bắt thêm mấy em sư tử nữa thôi. À, ngon lành. Mình còn dư hai cái amulet nè. Đây đây đây, bữa nay có một con nữa bạn ơi. Vẫn tiếp tục thu phục nó thôi. Thuần hóa nó chứ. Đâu rồi, à, có một con sư tử nè. Siêu tí hòn luôn. Đây, đặt tên nó là Lion thôi bạn ơi. Cho nó đơn giản. Mình nghe tiếng con rắn đâu đây nè. Ui, đây đây các bạn ơi. Có một em rắn gì đó, nhìn sợ với trưởng à. Dứt nó luôn anh em ơi. À, nó cho mình trứng nè. Oh, đây là Rattlesnake hả? Cái trứng này cũng khá là hiếm đây. Đó, à, ngon lành nha. Ôi, có một con hổ. Ôi, hai con hổ tí hon luôn. Ôi, ba con luôn nè. Wow. Ui, Tiger nè các bạn ơi, mình phải lưu chỗ này lại. Để mà rảnh á, thì mình sẽ qua đây mình lại bắt hổ nữa thôi. À, quên, một xíu nữa mình lại qua mình bắt hổ chứ. Bây giờ đi bắt sư tử trước các bạn ơi. Ui xịn thiệt sự luôn nha. Đây, ở đây còn có chỗ cho sư tử nữa nè. Có một em sư tử con nữa bạn. Rồi bắt nó thôi. Lion. Vẫn tiếp tục là đặt tên đó nè. Và lượm em nó về thôi các bạn ơi. Ôi, có con vịt nữa chứ. À, đây là sư tử bố của nó các bạn ơi. Wow, sư tử khổng lồ luôn. Bên kia còn có thêm một em voi nữa. À, voi châu Á hả? Trong cái thế giới công viên khủng long toàn là mấy em khủng long cực kỳ to lớn này thì chúng ta có được mấy em sư tử cũng ra gì đó các bạn ơi. À, lại thêm hai em nữa rồi nè. Wow, xịn sơ con bò liền. Mình lại đi thuần hóa tiếp nữa thôi. Ồ, sư tử cái. Ô, nhưng mà nó có thêm một con em sư tử con nữa. Wow, nhìn cũng hấp dẫn đó. Và lụm em nó thôi bạn ơi. Không biết đây là sư tử cái hay là sư tử đực đây. Chúng ta phải chờ cho tụi nó lớn á thì mới biết được các bạn ơi. Tại vì lúc còn nhỏ tụi nó đâu có bờm đâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng cuối cùng. Rồi mới thấy. Đây, Lion này các bạn ơi. Tới đây luôn. Và thuần hóa. Ôi lộn lộn. Con này bự cho bá sao thuần hóa. Con dưới đây nè. Lộn con rồi. Đây, Lion. À, mình sẽ bắt nó luôn bằng cái mét amulet nha các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi vô và thả hai em sư tử cuối cùng này vào trong cái công viên thời hiện đại của mình thôi. À, một em và hai em. Thế là chúng ta đã có được 6 em sư tử ở trong chuồng rồi các bạn ơi. Wow, xịn sò nha. Không biết có em nào được, em nào cái đây. Tụi nó đang bắt đầu lớn dần lên rồi nè các bạn ơi. Để mình đi ngủ một cái rồi mình sẽ tiến hành xây chuồng cho mấy em hổ nha các bạn ơi. Chuồng sư tử đã xong rồi nè. Hy vọng là tụi nó sẽ lớn lên từng ngày nha. À, nó đang bắt đầu to to lên dần rồi đó các bạn ơi. Hấp dẫn. Ôi, xịn thiệt sự luôn. 4 cái cây là đủ các bạn ơi. Chúng ta vào đây ngắm sư tử chứ đâu phải ngắm cây đâu mà còn nhiều.
À, đi ngủ phát coi. Trời nó sáng thì mình chúng ta mới làm việc được đó bạn ơi. Và vẫn cái thiết kế quen thuộc này thôi. Cách ra 5 ô đi ha. À, vẫn cái thiết kế quen thuộc này thôi bạn ơi. À, quên. Cái chuồng kia mình chưa cho glowstone vào. Ôi vãi à. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành mình up glowstone trong cái chuồng này và qua cái chuồng sư tử mình cũng sẽ làm như vậy luôn nha bạn ơi. Quên mất tiêu. Hèn chi mình thấy thiếu thiếu. Trời nó tối thì mình mới để ý được đó bạn ơi. Nó bị thiếu ánh sáng đó. Chúng ta bị thiếu glowstone rồi. Quái nó có thể xuất hiện được đó. Giờ chúng ta có thể đi thu phục thuần hóa mấy cái em động vật hiện đại thôi bạn à. Ôi, chúng ta có được hai em sư tử đực nè. Wow, nó có bờm rồi các bạn ơi. Hơn vài cái chữ ngà hai em đực luôn và mấy em sư tử cái kìa. Ui, cô đây là sư tử đực hay cái đây? Mình cũng không biết luôn. Ui, ba con sư tử đực và ba con sư tử cái. Ui, hợp lý vài chữ bạn ơi. Tại vì lúc nó còn nhỏ thì mình đâu biết nó là giống cái giống đực đâu. Khi nó lớn lên thì mới biết đó bạn ơi. Xịn soi cũng bo liền. Rồi để bây giờ mình up glowstone cho xong cái phần này cái đã. Rồi và cái ô cuối cùng sẽ nằm ở chỗ này nha. Hy vọng là cái chuồng này nó đủ sáng. Chỉ với 9 cục glowstone nữa bạn ơi. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ trang trí cái chuồng ở đây luôn đi. Chúng ta sẽ dùng cái loại cây rừng nha bạn ơi. Rồi cây rừng của tôi jungle nè. Cũng như là dark oak. Đó, những cái cây gỗ sồi sẫm màu. Ủa, bột xương mình để đâu nữa rồi? Lâu lâu nó mất tiêu à. Đây các bạn ơi. Cây rừng thì mình sẽ trồng một cái cây chắc mình trồng mấy cây nhỏ nhỏ thôi bạn ơi. Cây cao quá thì nó cũng không có được đẹp cho lắm. Cây dừa dừa đó bạn à. Bên này thì một cái cây gỗ sồi sẫm màu đi ha. Và một cái cây cuối cùng ở chỗ này. Ôi sao mấy cái cây này nó cao nghêu quá vậy. Không có cây nào nó thấp bé hết bạn ơi. Cây rừng mà cao như thế này thì chết tôi à. Đó, và cuối cùng thì mình cũng đã xong được chuồng cho mấy em hổ rồi đó. Có một em hổ trên núi các bạn ơi. Ôi cái con này thì mình đã thuần hóa rồi nè. Thuần hóa và nó đã bự tới cỡ này rồi. Chắc mình sẽ bắt nó về luôn. Một em rồi. Được hai em thôi bạn ơi. Giờ thì chắc mình sẽ đi bỏ nó vào chuồng thôi. Ôi, hai chuồng chúng ta mới xây xong nè. Ồ, một con hổ bự và một con hổ siêu tí hon nữa bạn. Chắc mình sẽ đi bắt thêm coi nè. Đây chính là chỗ của hai cái con tiger hồi nãy đó bạn ơi. Đó. Ui, còn con nữa hả? Ui, ba con luôn, vãi chưởng hả? Bảy con hổ luôn rồi nè. Ngon. Em đây thì mình sẽ thuần hóa nó nhanh thôi bạn ơi. Một em. Đó, mình sẽ đặt tên sẵn thôi bạn ơi. Tí mình qua đây á rồi mình bắt luôn cho nó lẹ nè. Đây, còn em này nữa. Và thế là chúng ta đã có được ba em Tiger nữa rồi. Mình sẽ bắt hai em trước nha. Còn một em thì một tí nữa mình sẽ quay trở lại đây sau nha. Đây. Wow, 6 con rồi đó. Là một con nữa là 7 rồi bạn ơi. Kinh khủng thiệt. Ủa, đâu rồi? Ủa, à đây đây các bạn ơi. Tính chạy đi đâu hả? Ồ, và thế là chúng ta đã xong được 7 em hổ trong tập ngày hôm nay luôn nè. 6 em sư tử và 7 em hổ bạn ơi. Ui, kinh khủng khiếp thiệt sự luôn. Chắc mình sẽ chờ tụi nó lớn lên để coi thử sao đây ha. À mấy con hổ thì các bạn chắc cũng không có cần tò mò đâu. Tại vì nó lớn lên thì nó sẽ như thế này đấy bạn ơi. Ui, mặt nó ngáo vãi chưởng à. Ơi, để mình qua mình thăm sư tử luôn nha. Đây là mấy em chúa sơn lâm của chúng ta nè. Ủa? Ủa mình có được 4 em sư tử đực luôn bạn ơi. Và chỉ có 2 em sư tử cái thôi. Tụi nó đã lớn như thế này rồi nè. Wow, xịn với chưởng à. Và khi được thuần hóa thì nó sẽ đeo một cái huy chương như thế này nha. Ngon lành. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi bạn ơi. Tập ngày hôm nay thì mình chỉ xây chuồng cho sư tử và hổ thôi. Nghe nó khủng khiếp rồi đó. Chắc trong tập sau thì chắc chúng ta sẽ tiến hành đi làm về hổ trắng nè. Có thể là bọ cạp, rắn hoặc là mấy em rùa nha bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay,
Đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.